xin cảm ơn anh em đã theo dõi video clip. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả cộng đồng bonsai trong cả nước tất cả những chậu cây bonsai từ cỡ mini nhỏ nhất trong lòng bàn tay tới những cái hàng ở bên ngoài sân vườn hoặc nông bộ. Hôm nay mình giới thiệu video clip này không phải mình kinh doanh, mục đích mình giới thiệu cho tất cả anh em yêu cây cảnh bonsai sắm cho mình những chiếc hàng như ý đặt trong những không gian khu vườn mình, trong nhà mình để có những phút giây thư thái. Mục đích mình đưa video này lên là mình hoàn toàn không kinh doanh, mà đây là một cơ sở mà mình nhìn thấy được và mình chia sẻ lên cùng số điện thoại của nhà gốm tổng hợp tất cả những loại hàng đẹp nhất cho các bạn, thậm chí cho cả mình để chơi cây cảnh mang không gian niềm vui cho cuộc sống. Đây là về lời giới thiệu về những hàng từ mức mini nhỏ nhất cho tới những cái hàng sân vườn, các thể loại, các hình mẫu phù hợp với tất cả các dạng bonsai của các bạn. Cuối cùng xin chào tạm biệt, ngắn ngủi lời giới thiệu ở video này, và chúc cho các bạn ngày một thành công hơn nữa trong nghệ thuật chơi bonsai cây cảnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.